chào quý cô chú bác, quý anh chị em thân mến. Cho anh Nhi gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến quý cô chú bác và quý anh chị em thân mến nha. Lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Và hôm nay Yến Nhi xin chia sẻ tuyển tập những bài thơ của các anh chị gửi đến cô vợ hờ lương lẹo. Em nghe ngóng còn khoản tiền bảo hiểm, nỗi lòng tham định la liếm tiền này, lại thay người đi đếm đá giấu tay. Em gian quá không phút giây nào thật, quá thâm độc nên phần người đã mất, chỉ còn là phần ác thú trong em. Đã bao lần hãy nghĩ lại mà xem, hút cạn máu người em từng ăn ở. Không tư cách em lấy gì nhận vợ, chỉ vì tiền mà cháu trở làm sao. Bao người khuyên nhưng em vẫn cứ ồn ào, nhờ dư luận để cồn vào ăn vạ. Trái tim quỷ chỉ chứa toàn sỏi đá, dòng máu lạnh ăn sâu cả tủy xương. Rồi đây em nhận hậu quả khó lường, đừng ngang ngược mà xem thường đạo lý. Và đây là bài thơ thứ hai kế tiếp, gửi đến Lương Lẹo. Ngô kia là họ con phèn, thị ta gian xảo mới bền đổi tên, chút che đổi trắng thành đen, ly hương lên phố, non men cúp chồng. Suốt ngày tán tỉnh đàn ông, đời luôn ăn bám chỉ mong môi tiền, làm bao gia cảnh đảo điên, Lương Lẹo thời làm xấu gái miền Tây Đô. Và tiếp theo là bài thơ thứ ba, thơ Lục Bát, chuyện không bao giờ sáng tỏ. Vì anh đòi giấy khai sinh, làm em tự ái bất bình ghê luôn, lên phay rau khắp phố phường, nay em tự trọng tổn thương vô cùng, lên cơn giãy dụa đùng đùng, khai sinh chất quốc đau khùng mà khoe. Thấy em giả bộ màu mè, anh mang từ thiện em nghe rụng rời, 500 triệu đó trời ơi, em thèm muốn chết mà chơi sao kỳ. Vì em chỉ báo không đi, chứ cho vẫn nhận, chơi gì ác ghê, giờ đang lộn thết gan mề, tiền ơi tiền hỡi tiền đề em đi. Đó, cái này là nói á, nói thì không lấy chứ mà em á, thèm muốn chết mà chơi sao kỳ. Vì em chỉ báo không đi, chứ cho vẫn nhận chơi kỳ ác ghê. Giờ đang lộn hết gan mề, tiền ơi tiền hỡi tiền đề em đi. Đó, đây là bài thứ ba nha các cô chú các anh chị. Và đây là bài thơ tiếp theo, ai hại mới chết. Tử sinh số phận do trời, nợ đời trả hết sẽ rời trần gian. Em đừng đạo lý du quan, chết do trời hại em đừng đổ thừa. Chồng em dãy nắng dầm mưa, kiếm tiền chu cấp cho vừa lòng em, một câu thăm hỏi chẳng thèm, còn gây áp lực ngày đêm muộn phiền. Trong khi em sống như tiên, ăn sung mặc sướng bằng tiền của ai. Hiểu chăng chồng đã mệt nhoài, nhưng em nào có đói hoài đến không. Em còn chuột ẻo cho chồng, chết như ai đó vừa lòng em chưa. Bây giờ em lại đổ thừa, chết do trời hại nói bừa đó nha. Em thôi khẩu Phật tâm xà, mặt người giả thú chính là em đây. Đây là bài thơ tiếp theo, tặng cho cái bọn cờn cờn, mồm toàn ngậm xít con phèn nói ngu. Bọn phân có mắt như mù, chút mày chẳng khác rồi bu hầm cầu. Suốt ngày ngồi trực ngồi trầu, để cho nó ị lên đầu mà nhai. Thêm bọn lão lý online, đúng sai không biết mà hay dạy đời. Đi bên con lương lắm lời, tiếp tay phò đếm được thời lên ngôi. Và kế tiếp đây là bài thơ Vợ Hờ Gian Xảo. Thấy anh nằm xuống tức thì, bài mưu tính kế để đi gom tiền. Mạo danh chính thức vợ hiền, diễn vai đau khổ đảo điên đứt trời. Giả vời than thóc ỉ oi, đòi tiền phúng điếu chi đôi cho mình. Ngờ đâu cáo đã thành tinh, lấy tiền xong nói gia đình vu oan. Bao người lật tẩy dối gian, nên đành lấp liếm với ngàn lý do. Rồi còn hãm hại thầy cô, thê người chửi bới không cho yên lòng. Thường xuyên nhắc mũi cộng đồng, mang con cùng diễn nỗi lòng người ta. Rằng con nay đã mất cha, mẹ sao vòi vĩnh tiền quà cho con. Tiền đâu ăn mặc đẹp ngon, đô la lấp trán mẹ còn đem khoe. Tiền đâu mua sắm phủ phê, tiền đâu nâng vú hành nghề hả con. Cho dù mẹ có béo tròn, tay chân khỏe mạnh sức còn như trâu, nhưng mà mẹ chẳng làm đâu, xin tiền từ thiện thì giàu mới nhanh.
Rất nhiều các chị các anh vẫn còn ngu lắm mẹ lành lừa thôi. Mỗi ngày mình diễn cho coi, ai mà tưởng thật cũng lòi tiền cho. Và bài tiếp theo là gỡ tặng vợ hờ hai lờ lưng lẹo. Em đã sai gặp con người gian xảo, luôn mập mờ cả nguồn gốc đến tông ti. Mỗi hàm quan mà gia đình gánh phải, một mối tình cũng cắt cánh bay theo. Dù nói tiếc cũng nhìn thu vĩnh biệt. Chuộc lỗi lầm em phải thật hiển linh, đưa sự thật cho mau ra ánh sáng. Bộ mặt thật con hai lờ trơ tráo, em không cần, em chỉ ngửa tay thôi. Ai cho xong em mờ mồm gian xảo, em không cần nhờ các anh chuyển lại. Em đóng khoải không lấy màn em hạ, nhìn mặt em chỉ lại nhớ chó nhà. Nó hơn em biết ai người ân nghĩa, ai cho ăn nó ân cần quyến luyến. Nó hơn em luôn đó nhân xử thế, nhé em đây thua cả chó nhà. Và bài thơ tiếp theo là con ác phụ hai lờ vợ hờ. Xem chồng như miếng mồi ngon, ngày ngày hành hạ bào mòn xác thân, gây ra áp lực tinh thần, ăn sung mặc sướng đâu cần quan tâm. Anh đành đau đớn lạnh căm, ra đi một cách âm thầm xót xa. Em như ác phụ gian tà, khóc than leo lẻo, em là vợ đây, để tranh tài sản thực dày. Từ tiền phúng điếu ma chai một phần, anh em bè bạn tình thân cùng nhau quyên góp đỡ đần mẹ cha. Em càng ngào khóc kêu la, thế là em được phần ba số tiền. Nhưng rồi em vẫn xỏ xiên, gieo bao tiếng ác làm phiền khắp nơi. Em sao ăn nói hai lời, gian manh xảo trá nhất đời là em. Một lần ngẫm nghĩ lại xem, heo lần con bé mang ghen người nào. Nếu mà chưa biết làm sao, mang đi xét nghiệm thế nào cũng ra. Chồng em vừa mất đây mà, sao em vội báo em là độc thân. Phải chăng em muốn đi nằm, quay về nghiệp cũ bán thân nuôi mình? Và bài thơ tiếp theo là con ác phụ hai lờ vợ hờ. Xem chồng như miếng mồi ngon, ngày ngày hành hạ bào mòn xác thân, gây ra áp lực tinh thần, ăn sung mặc sướng đâu cần quan tâm. Anh đành đau đớn lạnh căm, ra đi một cách âm thầm xót xa. Em như ác phụ gian tà, khóc than leo lẻo, em là vợ đây, để tranh tài sản thực dày. Từ tiền phúng điếu ma chai một phần, anh em bè bạn tình thân cùng nhau quyên góp đỡ đần mẹ cha. Em càng ngào khóc kêu la, thế là em được phần ba số tiền. Nhưng rồi em vẫn xỏ xiên, gieo bao tiếng ác làm phiền khắp nơi. Em sao ăn nói hai lời, gian manh xảo trá nhất đời là em. Một lần ngẫm nghĩ lại xem, heo lần con bé mang ghen người nào. Nếu mà chưa biết làm sao, mang đi xét nghiệm thế nào cũng ra. Chồng em vừa mất đây mà, sao em vội báo em là độc thân? Phải chăng em muốn đi nằm, quay về nghiệp cũ bán thân nuôi mình? Thank you.